Dạ, em Ngọc Tâm rất cần dục giá rẻ xin kính chào toàn thể quý anh chị có mặt trên kênh YouTube Ngọc Tâm nha. Hiện tại Tâm đang có mặt tại cái vị trí căn nhà mà ngày hôm nay Tâm sẽ đem đến cho quý anh chị đây. Chỉ với giá là 1,4 tỷ thôi, quý anh chị sẽ sở hữu là một căn nhà một trệt một lầu với tổng diện tích là 75m² đất thổ ha. Nhà mình nằm trên một cái sổ có thể hiện lối đi luôn, cho nên là quý anh chị nếu mà tài chính mà hơi hao hụt tí thì mình có thể là vay vốn ngân hàng ha. Đó, một trệt một lầu đất thổ mà giá 1,4 tỷ thì cũng rất là hợp lý trong thời điểm hiện nay quý chị ha. Nhà mình là đường xe hơi 4 chỗ chạy vào thoải mái luôn nha. Khu bên cạnh thì có rất là nhiều người dân đang sinh sống ở đây luôn. Đó, khu rất là an ninh ha. Rồi, thôi để Tâm xe camera lại cho quý chị mình xem khu vực nhà mình nó như thế nào nha. Rồi đây nè quý chị, thì cái đoạn đường trước cái căn nhà của mình là đoạn đường đá xanh 4m ha. Và từ cái vị trí căn nhà này nếu mình ra cái đoạn đường giao thông nông thôn mới tầm khoảng chừng 10m thôi. Đó, mình rẽ trái cái là mình ra cái đoạn đường Đoàn Văn Diệu ha. Đoạn đường nhựa nha quý chị, thì tầm khoảng chừng 100m thôi. Đó, và từ đoạn đường Đoàn Văn Diệu mình rẽ trái mình về đoạn đường nhựa Mỹ Lộc Phước Hậu ha, tầm khoảng là 1,5 km. Còn nếu mà mình rẽ phải thì mình ra đường tỉnh lộ 85A thì tầm khoảng 200m nha. Còn ra đây thì mình rẽ phải cái là mình ra đoạn đường tỉnh lộ 85B. Đó, đây thì dân cư rất là nhiều luôn và khu vực này rất là an ninh ha. À, rồi thì trước khi vào để giới thiệu chi tiết hơn về căn nhà này, Tâm sẽ quay xung quanh cho quý anh chị mình xem là khu dân cư như thế nào. Thì bên đây còn một căn nhà bên đây nữa, thì căn nhà mình nằm lọt khe giữa căn nhà này và căn nhà này. À, hiện trạng thì cái đoạn đường là đoạn đường đá xanh trước căn nhà ha, 4m, cho nên là xe hơi 4 chỗ mình chạy vào, tại vì cái đoạn đường ngoài đây thì nó hơi bé cho nên là vào thì 4 chỗ thôi, và trong đây thì mình đậu xe ngoài sân luôn cũng được ha. Đó, ở đây thì chủ đang cho anh thợ vào để mà chét bột lại sơn cho nó đẹp lại ha. Thì hiện trạng cái căn nhà này thì còn mới tầm khoảng 95% thôi. Đó, đã qua sử dụng rồi. Thì thật sự là có sao Tâm nói vậy ha. Căn nhà này đã qua một đời chủ sử dụng rồi, nhưng mà nay anh chủ này anh muốn bán lại, cho nên là ảnh trang trí lại màu sơn rồi chấm bột các kiểu để cho nó đẹp lên ha. Thì ở vị trí căn nhà mình á là ở ngoài làm hàng rào kiên cố hết rồi ha. À, ở ngoài là hàng rào sắt nè, ở đây là có cột cổng nè. Đó, rồi và tổng diện tích của mình là 75m² đất thổ sổ riêng, nằm mặt tiền của đoạn đường đá xanh 4m như thế này. Và căn nhà mình có thể hiện lối đi trên sổ luôn, cho nên là quý anh chị nào mà mình muốn vay thì mình có thể mình vay băng ha. Đó, thì tổng là 75m² và diện tích thực tế là ngang 5 và dài là 15 ha. Thì chủ đã xây một cái căn nhà một trệt một lầu như thế này, có một cái khoảng sân trước rất là rộng luôn nè. Đó, sơn không nghỉ trưa hả anh? À, rồi anh chị, thì ở đây là anh thợ anh sơn anh ráng buổi trưa, mà anh ráng là anh sơn cho xong luôn để cho quý anh chị về mình xem cho mình cảm thấy là hợp lý ha, cái căn nhà này ha. À, ông đợi nắng ông sơn rồi mà, chứ mát là ông không chịu sơn á. Rồi thì đi sâu vào căn nhà mình ha. Thì ở đây có một khoảng sân rất là rộng nè quý chị. Ở bên đây có cái trái để mình khi mà mình có xe máy mình về mình đậu đây. Còn nếu mà mình làm mát hơn nữa thì mình làm một mái che trên đây ha. Đó, rồi mình đậu xe ở ngoài đây luôn. Thì có một khoảng không gian ở phòng trên đây thì rất là rộng nè. Đó, rồi đi sâu vào căn nhà. Ở trước sân mình thì sử dụng là gạch chống trơn quý chị, cho nên là trời mà có mưa hay này nọ kia thì cũng khá là ổn ha. Và nếu mà muốn chỉnh chu hơn nữa thì mình có thể mình làm mái che. Đó, mình che ra luôn cho nó rộng ha. Rồi đi vào căn nhà, vì đây là cái vị trí của phòng khách nha quý chị. Đây là vị trí của phòng khách nè. Đó, đã có ghế sofa rồi bàn tiếp khách rõ ràng hết rồi. Ở khu vực này quý chị thấy nè, có một cái ổng áp robot ha, để điều hòa điện lại cho nó ok hơn. Tất cả những vật dụng trong nhà đều là những vật dụng là cũng có thể nói là sang ha. Xung quanh thì chủ ốp gạch lên tường tầm khoảng 1m2 nè. À, ở dưới thì gạch bóng kiến ha. Rồi đi sâu vào dưới đây. Ở đây thì có một cái toilet, tầng dưới đây có một cái toilet nè. À, ở đây thì có máy bơm nước rõ ràng, rồi bồn cầu nè, vòi sen nè, vòi xịt nè, vân vân. Ở đây thì có một cái bồn nước luôn quý chị, có máy bơm luôn ha. Cho nên là nước là lúc nào cũng có hết, không có cấp nước đâu quý chị sợ. Hiện trạng thì khu vực này thì điện nước đầy đủ hết rồi. Thì quý chị về mình có thể là mình xách ba lô ở ngay và liền thôi. À, khá là tuyệt vời ha. Và đây là vị trí của căn phòng bếp. Căn phòng bếp thì có những gì? Đây, bên đây có một cái bàn ăn.
Bên đây có một cái bàn ăn ha, rồi ở đây là tủ lạnh nè, rồi ở đây là có máy giặt nè, rồi bếp nè, nói chung là vật dụng đã có sẵn trong nhà rồi. À, quý anh chị về thì mình xách ba lô ở ngay và liền thôi, rất là rộng quý chị ha. Rồi bây giờ tao sẽ đưa quý anh chị mình lên tầng trên để coi có những gì ha. Đó, đây là cái cầu thang lên tầng trên, tay vịn bằng làm bằng inox ha, đá hoa cương. Ở đây thì có những cái tiết tấu nè, quý anh chị có thể là mình bỏ những cái chai dầu thơm ở đây. Đó, những bình hoa này nọ kia ha. Rồi lên tầng trên đây, thì có nhiều căn nhà xây á, thì lên cái tầng trên á, cái cầu thang là lên là thở không nổi luôn quý chị. Còn cái cầu thang này thì lên thì rất là bình thường nè, đó, dễ đi, rất là khỏe luôn. Và ở trên tầng trên thì gồm có hai phòng ngủ chị ơi. Đây là phòng ngủ đầu tiên. Trong phòng ngủ này á, thì đã có gắn máy lạnh sẵn rồi. Đó quý anh chị khỏi cần phải về đây để mình mua mình làm thêm nữa, tại đã có sẵn hết rồi. Đèn ngủ nè, rồi máy lạnh nè. Rồi ở trên đây thì ở giữa thì có một cái toilet nè. Cái toilet tầng trên thì có máy nóng lạnh luôn quý chị. Máy nóng lạnh luôn ha. Đó mình có thể là mình về mình tắm nước nóng hay tắm nước lạnh tùy ý thích của quý anh chị mình. Có bồn cầu nè, Nabuo nè, rồi sen dầu sạch đầy đủ hết. À, rồi trên đây là vị trí của phòng ngủ thứ hai, mình có thể làm để phòng ngủ này mình tiếp khách nè, rồi làm phòng thờ cũng được ha. Đó, ngoài đây là ban công. Đây là nãy quên lấy cái chìa khóa này không vậy? Đó, ngoài đây là ban công nè, khá là tuyệt vời ha. Rồi Tâm xin nhắc lại về tổng diện tích và về cái giá một lần nữa cho quý anh chị mình nghe nha. Thì tổng diện tích căn nhà này là 75m² đất thổ sổ riêng, ở nằm mặt tiền ở cái đoạn đường đá xanh 4m có thể hiện lối đi trên sổ cho quý anh chị mình luôn. Và địa chỉ nhà mình đây là ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Và Tâm được chủ gửi bán với một mức giá là 1.4 tỷ. À, 1.4 tỷ cho cái hiện trạng căn nhà như thế này ha. Và những cái vật dụng trong nhà, nếu quý anh chị mà có thiện chí muốn để lại á, thì có thể nói chuyện với chủ ha. Đó, để lại là thêm tiền chút đỉnh vài chục hay gì đó thì quý anh chị có thể là nói chuyện với chủ ha. Và cái hướng nhà mình là hướng chánh đông, và địa chỉ nhà mình đây là ấp Lộc Trung, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. À, và giá bán chỉ với là 1.4 tỷ thôi. 1.4 tỷ cho một căn nhà 75m² đất thổ như thế này, xe hơi vào tận nơi luôn. Đó, và cách đường nhựa thì tầm khoảng chừng 100m thôi. Khá là tuyệt vời ha. Đồ đạc trong nhà đồ toàn là đồ xịn không nhỉ quý chị. Đồ xịn hết. Cửa ở đây là cửa kính nè, kính nhôm nha. Đó, đèn led nè, khá là ổn áp à. Quá tuyệt vời. Ở đây thì đầy đủ trang bị hết rồi. Ở đây thì mình có thể là căn nhà này phù hợp á, cho là một cái gia đình gồm có 4 người ha, hai vợ chồng hai đứa con ở thì thoải mái rồi, khá là ổn áp luôn á. Và từ vị trí căn nhà này bán kính tầm khoảng chừng 300m thôi thì có tất cả các tiện ích ngay đầu đường tỉnh lộ 85A, như trường cấp 1, cấp 2, cấp 3, chợ nè, trạm y tế nè, rồi điện máy xanh, bắt rối xanh và nhiều công ty lớn mọc lên. Còn từ vị trí căn nhà này nếu mình về Sài Gòn và các tỉnh miền Tây lân cận thì tầm khoảng 15 đến 16 km tùy khu vực của quý anh chị mình đang sinh sống nha. Quá ổn áp rồi. Rồi bây giờ thì xin mời quý anh chị mình nhìn lại một lần nữa về cái căn nhà này ha. Rồi Tâm sẽ chạy ra cái đoạn đường Đoàn Văn Diệu, rồi ra cái đoạn đường tỉnh lộ 85A cho quý anh chị mình xem là khu vực nhà mình nó gần đường lớn như thế nào. Đó, một căn nhà khá là tuyệt vời, khá là đẹp nha. Dân cư thì hiện hữu và rất là an ninh luôn. Rồi bây giờ thì quý anh mời quý anh chị mình theo chân Tâm nhé. Rồi bây giờ Tâm sẽ chạy ra cái đoạn đường nhựa Đoàn Văn Diệu ha. Đó, ra tới đây nè. Nếu mà mình rẽ trái thì mình sẽ ra cái đoạn đường nhựa Đoàn Văn Diệu ha. Còn nếu mình rẽ phải theo cái hướng này thì mình sẽ đi ra đoạn đường tỉnh lộ 85B. Đó. Rồi để Tâm rẽ bên tay trái nha. Hiện trạng thì cái khu vực cái đoạn đường giao thông nông thôn này là đoạn đường đã xanh 3m ha, cho nên là xe hơi 4 chỗ mình chạy vào thì thoải mái rồi. Còn nếu mà 7 chỗ thì nó hơi hẹp xíu nha quý chị. Ở đây thì có mô hình nhà vườn rất là nhiều nè, nhà cửa xung quanh cũng khá là nhiều luôn. À, quý anh chị nào mà có một cái mức thu nhập mà vừa vừa thì mình về mình lấy căn nhà này thì cũng khá là ổn áp đó. Rồi thì theo cái hướng này mình đã ra đây thì mình đã tới cái đoạn đường Đoàn Văn Diệu rồi nè. Nếu mình để bên tay trái thì mình sẽ đi ra cái đoạn đường nhựa Mỹ Lộc Phước Hậu ha. Đó, rồi mình rẽ trái cái nữa mình ra tỉnh lộ 85B ngay chùa Bà Long Thượng luôn. Còn nếu mình rẽ phải thì mình ra cái đoạn đường tuyến tránh quốc lộ 50 ngay chân cầu Cần Giuộc ha. Đó, còn cái hướng này nè quý anh chị, cái hướng này thì mình sẽ đi ra cái đoạn đường tỉnh lộ 85A ha. Rồi bây giờ Tâm sẽ chạy ra theo cái hướng này.
Rồi hiện tại Tâm đã ra tới cái đoạn đường tỉnh lộ 85A rồi nha quý chị. Để Tâm dừng xe lại rồi Tâm sẽ giới thiệu chi tiết hơn về cái tuyến đường này cho quý anh chị mình dễ hình dung ha. Thì ở đây là cái ngã ba Mỹ Lộc ha. Đó, mà theo cái hướng này mình thẳng luôn á thì mình sẽ đi qua cái đoạn đường DH20, mình đi về đoạn đường DH19 ha, mình về chợ Trạm rồi về chợ Kiến chợ Đào nha quý chị. Còn theo cái hướng này nếu mà mình rẽ bên tay trái này á thì mình đi theo tuyến đường tỉnh lộ 85A, mình ra ngã tư Gia Bảo ha, thì tầm khoảng 2,5 km thôi thì ra đó là trung tâm hành chánh huyện Dược rồi. Mình rẽ trái một cái là mình về khu công nghiệp Phu Lu cầu Vĩnh Thịnh, ngã tư Nguyễn Văn Linh là bến xe Vĩnh Tám ha. Còn nếu mà mình rẽ phải á, thì mình đi theo cái tuyến quốc lộ 50, mình qua đường quốc lộ 50 mình về trung tâm hành chánh huyện Dược, xin lỗi trung tâm hành chánh huyện Đức ha. Còn mình thẳng luôn á là mình ra trung tâm hành chánh huyện Dược. À, còn cái phía ngược lại nè quý chị, thì theo cái tuyến đường tỉnh lộ 85A này á, nếu mà mình thẳng lên đây tầm khoảng chừng 3,5 km thôi thì mình sẽ lên tới ngã tư Sà Đôi, tỉnh lộ 826 ha. Mình rẽ trái cái là mình về chợ Kiến chợ Đào, mình rẽ phải á, thì mình sẽ đi về chợ Bình Chánh quốc lộ 1A, còn mình thẳng luôn thì mình về chợ Gò Đen. Đó, và đây là cái đoạn đường Đoàn Văn Diệu quý chị ha. Đó, thì từ cái vị trí Tâm đứng mà vào vị trí căn nhà thì tầm khoảng chừng 300 m thôi. Đó, đây là giao nhau giữa cái đoạn đường 85A và đoạn đường Đoàn Văn Diệu nè. Đó, đoạn ngoài đây á, thì làm đường bê tông thôi nhưng mà trong kia là đường nhựa nha quý chị. Đó, rồi bây giờ Tâm xin kết thúc clip tại đây nha. Quý anh chị xem video mà cảm thấy hay và hữu ích đó như like và đăng ký kênh giúp Tâm chia sẻ một lượt ha. Còn quý anh chị xem mà cảm thấy thích căn nhà một trệt một lầu với tổng diện tích là 75 m² với giá là 1,4 tỷ này thì cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại Tâm để góc trái màn hình, và số điện thoại Tâm là 0937 629 679, hoặc xem cái phần mô tả giùm Tâm luôn. Còn bây giờ Tâm xin chào và hẹn gặp lại ạ.